mình sẽ làm một cái project gọi là nghiêng đầu á. Ví dụ như là mình không nghiêng đầu thì no tilt nè. Mình sẽ chia thành class, ví dụ như là left tilt là nghiêng đầu qua trái ha. Tilt. Ở đây người ta hỗ trợ cho các bạn là ví dụ như các bạn có thể upload thu viền hình ảnh của các bạn ở trong máy lên, hoặc là sử dụng webcam ha. Thì ở đây mình sử dụng webcam cho nhanh. Ở đây cái webcam của nó có những cái cài đặt khác, ví dụ như là khi bạn bấm cài đặt đây thì có thể là nó sẽ quay một cái đoạn webcam, một cái đoạn video, sau đó là nó cắt từng cái frame ảnh đó ra, thì trong một giây nó sẽ là có 13 frame này. Các bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh hoặc là giữ để mà ghi. Các bạn nếu mà giữ ghi này thì cái chụp cứ giữ thôi thì nó sẽ tự quay, hoặc là để bao nhiêu giây đó thì nó sẽ tự quay cho các bạn. Thì mình sẽ làm thử nha. Nhưng mà đây ví dụ như bấm thử là quay 3 giây đúng không? Đó, thì như thế này là cái đầu mình đang không lát nè đúng không? Rồi ở dưới đây mình sẽ thử làm thử left tilt là như này. Đó. Rồi, như các bạn biết á thì giả sử như mình muốn train một cái AI cho nó tốt á thì cái hình ảnh của mình nó phải có những cái yếu tố khác nhau, ví dụ như là phông nền nó phải khác nhau, đồ áo của mình cũng khác nhau, hoặc là nó có những cái thứ gì đó. Chứ giả sử như là nếu mình chỉ làm như vậy thôi á thì có thể là nó sẽ nghĩ là áo đỏ là như thế này như thế kia, hoặc là nó có nhiều yếu tố tác động để cho cái việc training nó có đúng hay không đúng. Thì sau khi nó đã đủ cái thư viện của mình rồi á thì mình sẽ đến phần 2, đó là phần training, train model. Thì ở đây mình có thể cài đặt được những hệ số như epoch, patch size là learning rate. Thì cái này, những cái này nói chung là nó thiên về lý thuyết nên nhiều, nên là các bạn có thể Google để tìm hiểu thêm ha. Ở đây là mình đã có build sẵn một cái model rồi. Thì khi mà build xong á thì nó sẽ ra cái phần như thế này của các bạn ở đây nè. Các bạn có thể sử dụng webcam để cho nó nhận diện hình ảnh nè, thấy không? Đây là right tilt, các bạn thấy không? Thì nó nằm ở mức 97%, thì nó đoán là khá là đúng rồi á. No tilt thì là 70 mấy% nè. Còn left tilt thì ở đây nó hơi sai ở không, nó sai tè le luôn á. Thì để mà cải thiện như là mình nói rồi á thì các bạn phải, cái thư viện hình ảnh của các bạn nó phải được cải thiện lại, hoặc là cái hệ số training ở đây nó phải được cải thiện lại ha. Hoặc là các bạn có thể sử dụng là các bạn đưa file từ dưới máy lên thì nó có thể là hỗ trợ nhận diện hình ảnh. Như vậy á thì đó là một bước đầu mình có thể hiểu được cách AI vận hành. Vậy thì để áp dụng vào những cái project nhỏ nhỏ thì đây là một website rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần vào cái export model này thì nó sẽ tạo ra những cái file là TensorFlow.js là cho JavaScript. Thì ở đây là có JavaScript B file gì đó. Thì các bạn chỉ cần copy đoạn code này vào trong cái trình duyệt và lập trình thôi, là chỉ cần copy hết vào và mình làm những cái, ví dụ như là từ cái model này nó sẽ ra đèn sáng hay là như cái gì đó, thì cái đó là các bạn còn phải làm, còn lại là chỉ cần copy code như thế này thôi. Tuy nhiên thì mình chưa thấy ai mình làm TensorFlow với Python như thế này, thì mình sẽ làm cái Python với cái thư viện là TensorFlow Keras. Thì đầu tiên mình muốn vào đây chọn một bức ảnh nha, mà để chứng thực lại thôi thì chọn bức ảnh này. Khi mà đưa vào Python á thì Python sẽ lấy cái tấm ảnh này ra và nó sẽ xem xét. Thì sau khi nó xem xét ra được thì cái đây là đầu mình nghiêng về phía bên trái. Thì giả sử như nếu mà nó nghiêng về phía bên trái rồi á, nó đã xác nhận được rồi á, thì nó sẽ chuyển tín hiệu sang Arduino và làm cho đèn LED sáng. Ok, thì đó là cái project của mình thôi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm ha. Đầu tiên á là các bạn vào export model ha. Thì hồi nãy là như mình đã nói rồi, thì vào TensorFlow thì sẽ down về hai cái này, Keras với lại là saved model. Sau đó là copy đoạn code này về luôn. Đó, copy đoạn code này về luôn. Thì các bạn cần phải biết là trong Python của các bạn cần phải có thư viện TensorFlow Keras, thư viện Pillow để đưa hình ảnh vào cái Python, và thư viện NumPy. Khi mà các bạn làm một cái project với Visual Studio á, thì các bạn thì mình sẽ lập một cái thư mục là Python Arduino 2 cho tên là vậy đi. Thì vào đây á nó sẽ có hai mục, là một file SLN với lại một cái thư mục á.
thì các bạn sẽ lưu hết cái phần mà các bạn đã tải là file Keras và file save model vào trong cái thư mục Python 2 này, và sau đó là giải nén nó ra. Thì sau khi giải nén, các bạn sẽ được các file như là H5 nè, labels text nè, với lại cái mấy cái file này. Thì cái labels này là gì? Cái labels này là chỉ để coi thử là cái số là ma trận trong đó, thì số 0 nó là không có nghiêng đầu, là số 1 là nghiêng trái và số 2 là nghiêng phải, đúng không? Thứ hai á, là ảnh của mình phải nằm trong cái thư mục đó luôn. Phải có tên rõ ràng nha, ví dụ như là Python image.jpg. Rồi bây giờ mình tới Visual Studio ha. Thì đầu tiên là mình add thư viện ha. Thứ hai là mình cần thư viện để kết nối giữa Python với lại Arduino. Thì mình cần serial time này là để delay á, nhưng mà trong phần này thì mình không cần. Ở trong cái project này mình sẽ không nói chi tiết, quá chi tiết vào cái phần kết nối giữa Python với lại Arduino. Mình sẽ để link ở dưới, nên là bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể vào link đó để xem kỹ hơn ha. Thì ở đây mình sử dụng COM 8 và tốc độ là 9600 ha, để giao tiếp giữa Arduino với Python. Ở đây này, các bạn sẽ vào cái phần Teachable Machine này, các bạn vào TensorFlow. Thì ở đây có file Keras nè, các bạn copy hết và vào Visual Studio ngay giữa phần này, thì mình Ctrl V ha. Ở đây là mình đã thêm thư viện TensorFlow Keras Pillow với lại NumPy ha. Cái model này thì nó sẽ tải cái model này vào Python. Thì hồi nãy các bạn nhớ cái file H5 lúc đầu á, cái file H5 này này, thì nó sẽ tải cái model đó vào. Thứ hai là nó sẽ tạo ra một cái data như thế này, một cái ma trận như thế này, và đưa cái hình ảnh của bạn vào. Thì hình ảnh của các bạn nó sẽ đổi thành cái tên tên ảnh như hồi nãy. Thì hồi nãy tên ảnh của mình nó sẽ Python image.jpg ha. Thì bây giờ mình sẽ vào cái chỗ đây, sẽ chuyển lại luôn, và nó sẽ thay đổi cái nói chung là nó sẽ cắt cái hình đó lại thành 224 pixel. Thì đây nó sẽ làm, nói chung là đây là nó sẽ hiện cái hình cho mình, các bạn coi thêm là sẽ biết. Rồi thì sau khi nó ra được prediction này á, thì cái đây là cái dự đoán của nó ha. Thì sau đó đây là cái phần mà mình, đây là tất cả những phần mình copy rồi ha. Thì ở dưới đây mình sẽ kết nối Arduino và cho sáng led. Thì mình sẽ đặt tên lại, đó là không nghiêng đầu á, thì prediction cái tỷ lệ của nó là nó nằm ở trong cái ma trận đó. Thì nó là như thế này, thì nó sẽ in ra là left tilde thì bằng số bao nhiêu đó, bằng bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ bao nhiêu đó. Và ở dưới đây á, mình sẽ chỉ làm là cái mình nói chung là mình làm cơ cấu lại để cho nó hiện ra ngoài con led của Arduino thôi, nói chung là truyền cái dữ liệu nó ra con Arduino. Rồi về phía Arduino á, thì mình có data này, mình sẽ cho con led số 12 chạy ở pin số 12 chạy. Về tốc độ thì nó cũng phải là bằng 9600 như hồi nãy ha. Khi mà Python của mình nhận diện được là mình nghiêng đầu phía bên trái á, thì nó sẽ gửi một tín hiệu qua Arduino là một cái số 1 như thế này. Các bạn nhớ là phải có chữ B đằng trước đây, bởi vì nó truyền qua là truyền dữ liệu là bit nha, chứ không phải là truyền số thập phân đâu, nên là phải có chữ B này thì nó mới hiểu được. Rồi qua phía bên đây thì nếu như mà serial của mình có cái tín hiệu á, thì nó sẽ đọc cái phần serial đó, và data của mình mà nếu mà bằng bằng số 1 á, thì nó sẽ làm cho đèn sáng. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu chạy cái chương trình của mình ha. Thì bấm Start. Đúng rồi, khi mà cài TensorFlow á, thì nó sẽ có những cái phần mềm hỗ trợ cho GPU như là Nvidia gì á. Nhưng mà mình sử dụng các đồ họa là AMD nên là mình không không quan tâm lắm. Ở đây mọi người có thể thấy là cái hồi nãy cái code của mình có là image show á, thì bây giờ nó sẽ show cái hình ảnh của các bạn sau khi đã cắt là 224 224 ở đây. Thì nó sẽ tạo ra một cái file ảnh như thế này để cho các bạn coi lại. Ở đây á, thì nó sẽ mở ra cái ma trận này, và đây các bạn có thấy là đèn sáng luôn rồi, phải không? Sau khi về về Arduino á, thì nó sẽ làm cho đèn sáng luôn rồi. Rồi ở đây á, thì khi cái ma trận của mình á là nó in ra, khi mà nó in ra
Thì tại sao ở chỗ này của mình, tại sao ở chỗ prediction của mình nó phải là 00, 01, 02? Đấy, bởi vì là khi mà nó in ra thì cái ma trận này nó nằm trong một cái ma trận nữa. Các bạn hiểu không? Bởi vì nó là một cái ma trận nằm trong một ma trận nên là khi mà các bạn ví dụ như để là prediction 0, prediction 1, prediction 2 thì nó sẽ không ra được, nó sẽ bị sai. Đó thì nó sẽ left 2 của mình nè, nó sẽ in ra left 2 là 0,7 và đồng thời là làm cho led sáng luôn ha. Rồi ok, giờ thì cái project của mình xong rồi ha. Project của mình đến đây là hết.